Ở trên chợ bán nhiều không à? Ừ. Cô dắt đi. Ờ ghê gai, má luôn. Trời ơi, ghê chưa? Đâu, đu ghê gai em coi. Cái kìa, gai. Này, cái tầm đen à? À, cái dùng quân hay sao á? Coi chừng có gai nữa anh à, cái cây gì nó cái mắt nó có gai anh à. Đó. Ông này vuốt vuốt trời luôn, cẩn thận á. Chở Hương Vy đã tham gia kìa. Vậy là sẽ quen á. Ủa thằng nào rủ đi uống cà phê bảo. Có mai đi nha, tôi nhớ nha. Đưa về chạy mất tiêu hết rồi, nó là sao? Có mai lên đồ bán rồi đây nha, để chú quán nhà nó trông biết. Con bò đâu nó thèm quá, nó hỏi quen á, bây giờ phải mua làm sao để về nó cầm một cục, bây giờ nó cắn ăn thử. Nó như đó cái kèo này đấy, nó ngon nè, nó thưởng thật nè. Trời ơi, mọc nhiều lắm đó nha. Em thấy cái kiểu của Phú dắt xong mấy kiểu nhỉ, hỏi ai có ngâm rượu không cho anh ta. Không, không. Cái này lấy phật trời lấy phấn hôn mà. Ừ. Được mẹ. Dạ. Để dành lại luôn á. Để dư Phú lại cho nó khô khô mình lấy. Bán gì? Lấy cái phấn hôn á. Hôn nó không có phấn hôn gì. À đúng. Có một chén rồi đó á. Nó ngọt ngọt bùi bùi cho ký đó, cái nó chịu ký. Sáp bên nào? Cái nó chịu ký. Chứ không phải sáp để mình... Sáp lại khác nữa. Mười lăm ký. Mười lăm ký. Nếu mà không có trở ngại gì. Còn mình đào con bữa lên ở đâu về. Ở đâu mình về trời. Ừ, cái ổ này nó ngon. Quay ra này, trời ơi cái này nè. Ủa mất mớ gì thì dắt rồi, ổ bận dắt thì dắt đi, quay làm gì. Tùy theo cây hay sao, có cây nó vàng, ổ nó vàng à, do bông hay sao à. Cái này là mua xe hồ. À cái cây bông kia, như cái kia bông vàng, cái này vàng không? Mọc đỏ chưa? Mọc mắt. Mọc chín nè. Đây là mọc cây xài hồ. Ở đây có BR để trả. BR để trả tiền ai nói đi. Mình nhựa. Ở đây đang xài hàng chính hãng, không có bao giờ xài hàng nhái. Cô bé nào có đăng ký thì nhớ ủng hộ em nha. Bao nhiêu có mấy cây cho nó hết đi. BR quá chịu nữa. 2 ký chắc hơn lít. Cái ổ kim đã. Rớt cào chuông phát chứ. Không, em thích mấy cái ổ màu vàng hơn. Thế nè. Cái ổ này bằng mặt. Sao anh lấy cái ổ bự chứ vậy? Cái đó chúng ta hơn nửa ký. Chợ Kim Thư nó gặp mấy cái ổ mới về. Đã chưa? Mai cho nó coi mấy cái clip nè. Hồng Anh chọn mấy cái cẩn thận, anh cứ nhắc nhở mà cẩn thận ra đó. Kỹ luôn trời. Trời. Ủa này coi. Ôi rồi, sao nhìn như thế? Quá trời. Là đủ hả? Anh Phú à, đủ luôn á. Này dư thơm biết à. Ủa nó không có nửa lít rồi đó. Nửa lít đằng lít. À nó mua 1 ký hả? Ủa? À để đó nó mua 1 ký rồi. Anh con đủ ký cho nó. 1 ký 2 ký? 1 ký anh. Anh con 2 ký đó. Ui trời, ta mua 1 ký thôi á. Thì anh còn lại 1 ký để lại đi. Để lại dắt cho người khác. Để lại 1 ký. Nó mua 1 ký hả? 1 ký mật anh chín đứa. 1 ký mật. Hình như nó thường thường mua 20 lít đó. Dạ không, nó mua 1 ký nè. 1 ký hả? 1 ký này ăn ngon lắm. Này cục ăn đây. Ăn lên thêm 3 ký nữa đủ 50 ký. Ăn đủ 6 ký. Ừ cái gì mà ngủ vậy? Không phải em, cái nhánh nó nói. Ủa này giờ không nửa lít luôn. Giờ đi mà gặp bọn gì ham ha. Giờ đi ra lấy cái ký lại cho anh nha. Lấy cái ký cho chị nha. Bầu chạy ra lấy ký mà như đó. Rồi em hỏi lại thôi coi. 1 ký, 2 ký, anh Duy 2 ký mà. Còn quay 2. Chắc chưa đó. Bây giờ cái điện thoại này đang quay rồi. Đây điện thoại là nhớ số không?
anh cho số điện thoại cho anh rồi mà. Đậu số với ai rồi. Mấy tiền cũng ra được, lấy tiền nhỏ nhỏ ra. Cái đó nãy cái chia hai lẻ thì này em cái hai còn em lấy cái tiền màu trắng ha, ha màu. Không à, đây đây đây. Cũng là trường cái thao chưa? Trường cái thao làng mấy ạ? À? Ôi, em gọi em hỏi lại thứ ơi, chắc chắn đi. Không. Vậy chắc ha. Hả? Gọi lại được. Nhớ số không? Lên lên cái file à, có Kim Thư đó. Tưởng 2 ký anh biết. Cùng nữa 1 ký nữa. Kiếm. Dạ, kiếm biết bao triệu công âm mà nó phải khổ sở gì hả? Ra đâu nhiêu ký đâu, cái đó cỡ 4 ký thì đâu bao nhiêu đâu, cỡ 2 lít chứ nhiêu, 3 người đi thì thường một ngày bao nhiêu đó cũng có nhưng... một mình thằng con đi không được đã cả đi qua bữa đi ký rưỡi hả, một mình nó còn 3 người luôn này tối một cái cắt cái luôn á anh Phúc, cắt cây cắt khói khói lẹ giùm đi. Ở 1 ký 2 ký nó mọt giờ đang ngon nè, làm luôn. Cái này hơn 1 lít đó. Mọi chất lượng là khỏi luôn. Ông ấy, nó lấy đậu gì trọ một coi. Cái không? Đậu em biết là thấy đậu. Đâu gọi đậu được đâu, cái đó đâu nói. Cái đó đâu có biết nói đâu mà nói. Ghi cho số điện thoại chờ. Alo cái này coi thử. Thôi. Hai ký lận. Chặt hết luôn đây, nhưng nó hai ký lận. Từ đi ăn, từ đi ăn để cho nó công ghét đi ăn. Hư thì mình để mình lấy luôn khác. Hư thì mình nhắc khác. Chạy. Đang lửa dắt được. Không, cái xe không em vừa lên đem ký về đó, trời ơi, đem về một máy luôn. Ừ, đem cái này hả? Dạ, trời ơi, cho em cây dại vậy thôi. Mất, đã luôn. Đem luôn cây vậy. Nhà quen hỏi bà ăn luôn cây nó khùng, ăn luôn cây. Cây phóng ai có nhu cầu nhớ ủng hộ giùm em nha. Mật chất lượng cực kỳ tốt. Trời. À, mời cháu thì... Cây xà hồ là một cây rất quý. Mật... Đâu, còn đe. Tới đâu anh? Hai thiếu mật hôn nhớ ủng hộ giùm em nha. Này, anh là thế hai EBR vậy?
Quay gì mà tôi quay chỗ tao tôi quay. Ủa chứ chứ không biết kiếm mấy chỗ nào cho nó sáng hả? Vừa lấy mặt của nó mà vừa cái con ông nhỏ nó đắt đi nữa, nó còn cái gì nữa, nó lại giữ phòng
thuốc sinh học được đó. Anh sẽ tham gia mấy cái tổ này luôn đi. Hả? Cái này nè. Ôi cái màu vàng á, quý vậy. Lấy chai mình nè. Màu cam. Chai cho mấy á? Lấy ánh sáng cho con. Qua như chỗ này có ánh sáng không? Lấy chai với lại cái phiểu. Ở trong hốc này, ngay chỗ hốc nó có hai cái chai để sẵn, có cái bị hồng hồng đó, ngay chỗ cái thùng bự á. Cái phiểu nó nằm ngay chỗ ấy đó. Ngay chỗ mấy cái ổ ong đó. Có chưa? Đổ quá chứ không chấm chắc. Anh cái này bỏ rượu ngâm thôi. Yeah.
cái da cái gì á.